tại vì do là em ở chung với ba cho con cho nên là em là người nấu ăn chính cho gia đình. Mẹ em thì mới cách đây cũng tầm khoảng 3 năm trước á, cho nên là một mình em kiểu lo cho gia đình. Em và cái bạn nam kia đều bị một bạn nữ gọi là lừa. Ba con nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 60, nhưng mà đang tai biến lần thứ hai á chú. Trời ơi. Mẹ con cũng bị tai biến luôn. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Anh Tuấn, em sinh năm 1992 và hiện đang là giáo viên tiểu học của trường tiểu học Nhã Bích ở Bình Phước ạ. Mình ở trên đó với ai? À, hiện tại thì em đang ở cùng với lại hai bạn giáo viên khác cùng trường. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở ngoài Thái Bình ạ. Tức là ba mẹ ở ngoài Thái Bình hết luôn? Dạ vâng ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh. Em tên là Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em ở đó với ai? Dạ, em ở đó với ba. À, cho con hả chị? Rồi em làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang làm sale kiểu tư vấn khách vay vốn á chị. À, dạ rồi. Rồi, bên tài chính đó ha? Dạ đúng rồi, tài chính. Rồi, thầy giáo, bây giờ mình cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Về ưu điểm của em thì em có thể nấu ăn, làm bánh, vui vẻ, hòa đồng và cũng biết một chút về để làm MC ạ. Còn về nhược điểm của em thì em rất là thẳng tính và đôi khi nói thẳng thì hay bị mất lòng. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, em vui vẻ với mọi người và em còn biết nấu ăn nữa. Thì tại vì do là em ở chung với ba cho con cho nên là em là người nấu ăn chính cho gia đình. Mẹ em thì mới cách đây cũng tầm khoảng 3 năm trước á, cho nên là một mình em kiểu lo cho gia đình. Rồi khuyết điểm của em á là em hơi tự ti về ngoại hình một chút xíu, tại vì em cũng hơi nhỏ con á, thành ra là cũng hơi tự ti về ngoại hình. Mình nhỏ con mình đừng lo, em nhỏ con cho người ta bảo vệ mình. Đúng không? Mà dạ, mặt thì lại rất là xinh luôn, cho nên là em phải tự tin về điều đó nha. Kiểu như là em hay bị bạn bè trêu chọc về khuyết điểm đó đó, thành ra là kiểu em cũng hơi buồn, hơi tự ti. Không có buồn, chị thấy em rất là xinh, nhỏ nhỏ. Không có gì buồn xinh, em ơi. Dễ thương lắm. Nhỏ dạ, con càng xinh càng dễ thương nữa. Bạn này có đôi mắt rất là đẹp. Bây giờ mình nói cho nhà gái nghe đường tình duyên của mình đi em trai. Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình tuổi học trò, rồi mối tình thứ hai là mối tình thời sinh viên. Em và cái bạn nam kia đều bị một bạn nữ gọi là lừa. Tức là đi từ chỗ phòng trọ em tới trường thì sẽ phải qua một cái ngã ba. Và cái ngã ba đó rẽ tay phải thì về trường em, còn rẽ tay trái thì là về chỗ của trường của bạn nam kia. Thì bạn nữ đó đi với bạn nam kia đến ngã ba, thì sau đó chia tay bạn nam để bạn nam rẽ tay trái. Và sau đó bạn đi một đoạn nữa thì mới đến chỗ phòng trọ của em, rồi mới quen em. Cùng quen em đến trường. Coi như bạn ấy là bắt cá hai tay. Dạ, một thời gian dài ạ. Trời ơi. Hay quá ha. Còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba và cũng là tình đơn phương của em. Nói chung ba mối tình của em không đâu ra đâu hết trơn. Dạ đúng rồi. Chưa có mối tình nào. Không có kinh nghiệm không luôn. Không có kinh nghiệm luôn á. Còn cô gái của chúng ta thì sao? Rồi chào em gái, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Đường tình duyên mình sao nè? Dạ con thì chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Dạ năm 18 tuổi là mối tình đầu tiên của con. Thì con quen nhau với anh đó, kiểu bạn đó thì gặp nhau ở trên Zalo đó. Ở đó có chức năng là tìm kiếm bạn bè quanh đây á. Tụi con cũng quét chúng nhau rồi nói chuyện với nhau, cũng quen nhau một thời gian tầm khoảng nửa năm. Một phần là do con... nói thiệt với mọi người luôn là tại vì gia đình của con thì không có được trọn vẹn, gia đình con thì không có được hạnh phúc, con chứng kiến những cảnh không có được tốt, không có được vui vẻ, thành ra là con cũng con bị ám ảnh về cái vấn đề đó, thành ra là con cũng lơ xong rồi hai người chia tay nhau luôn. Là từ đó tới giờ là con mặc cảm về vấn đề đó, thành ra là con không có quen ai từ đó đến giờ luôn. Con muốn có một mối tình như thế nào, với một người yêu lý tưởng thế nào? Nói chung là con cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều đâu chút. Thứ nhất là bạn đang cao hơn con chút xíu, tầm 1m6 đổ lại thôi. Bạn đó kiểu biết chăm lo cho gia đình con, còn một người quan tâm và chia sẻ con nhiều. Tại vì con cũng áp lực về một phần là con phải lo cho ba này kia, trong gia đình tài chính rồi đó. Thành ra là con cần một người chia sẻ, động viên con những lúc mà con muốn. Ba con nhiêu tuổi rồi? Dạ, ba con năm nay 60, nhưng mà đang tai biến lần thứ hai á chú. Trời ơi. Mẹ con cũng bị tai biến luôn. Con chia sẻ với con ha. Em qua coi nhà trai tôi sao. Dạ, chào nhà trai. Nhà gái có những cái nhu cầu như vậy thì nhà trai thấy là mình đáp ứng được cỡ bao nhiêu phần trăm nè? Thì chắc là được khoảng 60%. Khoảng 60%.
60%. Cái gì mà có 60, à, không có tự tin gì hết á. Bây giờ chàng trai nói cho chị Lan nghe là cái mong muốn của em có một người bạn gái như thế nào nè. Thực ra thì em năm nay cũng là 32. Từ xưa đến giờ em chưa có một cái gọi là yêu cầu về ngoại hình đối với bạn nữ. Bởi vì thực ra chiều cao của em khá là khiêm tốn. Đối với em từ xưa đến giờ thì tình cảm vẫn là cái quan trọng nhất. Khi mà hai người quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau mọi việc á, thì cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ vượt qua được tất cả những cái rào cản khác. Vậy thôi, có tình cảm là được đúng không? Trời ơi, vậy thôi đó. Mình hỏi người thân đi. Gái đi với ai? Dạ đi với bạn, chị làm đồng nghiệp chung. Dạ em xin chào mọi người, chào MC. Rồi em thấy nhà trai làm sao nè, thấy có hợp ý với bạn thân không? Dạ em thấy bên nhà trai cũng được ạ. Bạn em hiền không? Dạ hiền, nó hơi đanh đá xíu mà. Không, cái mặt cổ rất là lanh nha. Rất lanh luôn đó. Em thấy anh bên đây anh hiền không? Dạ thấy anh cũng hiền, cũng vui tính ạ. Em thấy hai người có thể kết hợp được không? Dạ được ạ. À, bạn em có nhiều người theo đuổi không? Nó làm trong cái môi trường đó cho nên là cũng ít có để ý đến ai đó mà. Môi trường tài chính rất là áp lực. Ừ, rồi cảm ơn em. Rồi nhà trai đi với ai? À, hiện tại em không đi với ai cả. Rồi không sao. Thôi, có chú Quyền Linh ha. Dạ. Thôi bây giờ mở rào đi. Đúng rồi, mở rào. Thôi hai bạn cứ thoải mái nói chuyện nha. Dạ em chào ạ. Chào em. Dạ rồi. Anh có món quà nhỏ tặng em. Món quà này với ý nghĩa là nếu như chúng ta đến với nhau thì anh cũng mong có những gia đình và những đứa trẻ đáng yêu. Dạ rồi, dạ. Dạ em gửi anh tặng cái ví. Dạ rồi, có nghĩa là khi nào mà anh mở ví ra là anh có thể nhớ đến em. Dạ, cảm ơn em. Dạ rồi. Dân tài chính tặng quà của khác nha. Xin phép chương trình này em tặng bạn nữ một bài hát. Dạ. Bài hát này mình rất thích ạ. Nếu em được gần anh một lần sẽ biết anh yêu em vạn lần, vì em là điều anh muốn kiếm tìm. Trong cuộc đời bao hư ảo thì em là hạnh phúc ngọt ngào, là tất cả những gì mà anh muốn giữ. Em làm tim anh gục ngã, 3 giây rồi yêu thiết tha. Bao nhiêu buồn lo nụ cười em sẽ xua tan màu. Điều anh không thể che giấu rằng một lần gọi em là gâu, nếu em thuộc về anh. Tí nữa. Dễ thương quá. Em gái có hát lại không? Em qua thì quê ở gốc ở Quảng Nam, nhưng mà em là miền Tây, người dân miền Tây, cho nên là em hát anh một đoạn. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng em ngày em làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây. Ba em hiền, ba em không có anh có chị lò. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết đâu lo, ta sống vui mỗi ngày. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Anh nhìn thấy em thì anh có cảm nghĩ gì không anh? À, anh thấy em là rất là xinh. Dạ rồi. À, nói chuyện thì rất là dễ nghe. Dạ. À, còn em thấy anh thì thấy như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng cũng nói chung là phù hợp với chỉ tiêu ấy của em đưa ra. Vậy như là anh kiểu cũng ngoại hình cũng được, cũng dễ nhìn. Thấy anh cũng rất là thật thà. Em, nhưng mà em hỏi cái này là hiện tại là mình đang ở đâu chứ anh? Anh đang dạy ở thị xã Trân Thành, Bình Phước. Thì em ở quận 12 lận, thì cây số của mình nó cách xa nhau cũng nhiều á. Thì không biết là một tuần lễ thì mình có thể gặp nhau khoảng mấy lần? Khi nào em cần thì em chỉ cần báo trước anh khoảng 1 tiếng để anh chuẩn bị tinh thần là anh sẽ lên. Nếu như em không có thời gian mà để sắp xếp thì anh sẽ là người chủ động lên. Và anh sẽ lên gần đến nơi thì anh sẽ báo em. Còn những ngày đặc biệt thì anh sẽ cho em những điều bất ngờ. Dạ rồi. Dạ, công việc của em thì em làm suốt, nhưng mà trong thời gian làm việc thì không có xài điện thoại á, thì không có nhắn tin cho mình nhiều được á. Là không có sự quan tâm á, cho nên là có gì anh thông cảm nha. Thì mình phải ưu tiên công việc trước. Dạ. Nhưng mà luôn luôn là em làm việc gì thì em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe để đảm bảo sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ mình nói về tương lai được không? Ví dụ như là sau này em muốn thì mình sinh mấy bé nếu như có thể. Cái này thì tùy thuộc thôi anh, kiểu như là kinh tế như thế nào nữa. Có thể là một bé, nhưng mà kinh tế tốt thì có thể là 2 hoặc là hơn. Còn muốn đẻ bao nhiêu thì chả đẻ được anh. Nếu như mà quen nhau thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân? Dạ giờ em cũng 28 rồi, anh cũng 32 rồi, thì tầm khoảng 1-2 năm gì đó. Nói chung là tùy duyên số thôi anh. Bây giờ cái hướng tương lai nếu hai đứa bước tới thì mình ở đâu? Bình Phước hay quận 12? Cái này là em cũng chia sẻ thiệt với anh luôn. Thì ba em cũng yếu lắm rồi, kiểu như là cũng tai biến lần thứ 2 anh. Thành ra là bây giờ nếu mà được á, em nghĩ là không phải là ở rể mà là kiểu ở chung với lại em thì được không?
Tại vì em sợ là kiểu không làm dâu á, kiểu em không phải là em ngại làm dâu đâu, em cũng muốn làm dâu tại vì em cũng thiếu mẹ đó, em cũng không ngại đâu, nhưng mà do là sức khỏe ba em yếu rồi cho nên là em muốn ở chung với ba em, kiểu chăm sóc ba em được nhiều hơn. Thì ba mẹ anh ấy thì còn khỏe, thì bây giờ ưu tiên sức khỏe của bố mẹ vẫn là trên hết. Thì bây giờ bố em sức khỏe không được tốt thì mình phải dành thời gian chăm sóc cho bố nhiều hơn. Rồi là công việc của anh thì anh sẽ cân đối được. Khoảng cách địa lý đường xá bây giờ nó là dễ đi mà đâu có gì khó khăn đâu. Dạ. À, nếu mà đến với nhau thì anh sẽ cùng em chăm sóc bố cho dạ, hay quá. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ là em bước tới đi. Đó. Thì hai đứa nhìn thẳng nhau. Mình cảm nhận nãy giờ em thấy nói chuyện với bạn gái em trai thấy sao? Tương lai thì mình không thể nào đoán trước được. Yeah. Nhưng mà hiện tại mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Và nếu được thì chúng ta sẽ tiến xa hơn. Dạ yeah, rồi. Em cũng mong là như vậy anh ơi. Chào. Hay quá. Rồi, về vị trí đi các bạn. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Nãy giờ các bạn trao đổi với nhau nhiều rồi ha. Các bạn hãy tự cảm nhận lại về những gì chúng ta trao đổi với nhau nè. Rồi đưa ra quyết định. Chị Lan sẽ đếm nhé. 1, 2, 3. Chúc mừng. Bạn gái cũng rất là quyết liệt luôn đó. Dạ. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ. Nắm tay nhau đi nào. Cùng nhau vượt khó, đặc biệt là em trai đó, gia đình em gái hoàn cảnh cũng đơn chiếc. Yeah. Một mình ở Bình Phước làm gì? Yeah. Theo anh á là từ từ mình tìm cái địa bàn mình dời về quận 12 mình ở luôn. Yeah. Mình có thể đi dạy quận 12, có thể xin việc ở quận 12, rất nhiều việc rỡ cùng với bạn gái chăm lo cho bố hả? Yeah. À, và ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là nhiều việc. Dạ. Ha? Thay mặt cho gia đình em cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp nhau. Nếu mà chúng em có tin vui nhất định sẽ mời chương trình tới để tạo chung vui cùng chúng em ạ. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên. Được không? Dạ. Thơm. Thơm hả? Bạn tên là gì? Dạ em tên Duy Khánh. Làm nghề gì? Dạ em làm quảng cáo. Bao nhiêu tuổi? Dạ 29 ạ. 29? Sao nhút nhát quá vậy? Là quảng cáo phải lanh lợi chút xíu chứ. Dạ ngồi em căng thẳng. Căng thẳng. Mời đàn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xinh quá, chào em. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi, em tên gì nè? Dạ em là Như Trúc chị. Như Trúc, em người ở đâu? Em ở Bến Tre. Sao giống Ấn Độ vậy? Tới giờ có ai nói em nhìn giống Lai Ấn Độ không? Ai cũng nói hết trơn chị. Mắt to mà đẹp nữa. Mà hiện giờ là em đang làm gì? Em đang làm trợ lý kinh doanh cho công ty may. Công việc hàng ngày của mình có chiếm nhiều thời gian không? Đi làm rất là sớm thì về cũng trễ, cho nên là cũng không có thời gian để tìm đối tượng hẹn hò. Rồi bây giờ rủ gì đến với chương trình hôm nay rồi hẹn hò rồi có thời gian để đi chơi để tìm hiểu nhau không? Bây giờ nếu mà có người rồi thì khỏi cần, mình không cần mất thời gian để tìm nữa. Tiến tới luôn ha. Dạ đúng rồi chị. Bạn có người yêu chưa? Dạ nếu có rồi không ngồi đây đâu nè. À đó tôi hỏi dài đó. À, từ xưa giờ bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai nè. Mối tình khoảng được vài tháng và mối tình lâu nhất là được 6 năm. 6 năm? 6 năm. Dạ. 6 năm mối tình rất là dài. Nhưng lý do tại sao chia tay nhau? Dạ vì tương lai nên không nói được à. Vì tương lai là sao? Có nghĩa là mỗi người một con đường riêng. Mỗi người một con đường riêng mà 6 năm mới nhận ra. Sao kỳ vậy? Không giải thích được anh ạ. Qua cái mối tình 6 năm đó phải nói là rất là dài. Bạn buồn bao nhiêu lâu? Ở tới giờ luôn không quen ai nữa nè. Mấy năm rồi? 4 năm nay. 4 năm nay rồi không quen ai hết. Theo bạn thì bạn cần gì ở người phụ nữ? Không, em thấy bình thường mọi người thôi, không có gì khác hết. Là sao? Tức là bình thường là sao em? Bạn mong muốn gì ở người phụ nữ? Biết chia sẻ và hòa đồng với mọi người thôi. Bên này có vẻ không quyết đoán à, vẻ lình xình quá ha. À, bây giờ hỏi bạn nè, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình kéo dài 4 năm. Nghĩa là một mối tình duy nhất thôi ha? Dạ. À, mình ở không bao nhiêu lâu rồi ha? Dạ cũng hơn 2 năm mấy rồi chị. Thật sự bây giờ mình muốn có bạn trai chưa? 27 là với em, với quê em là lớn tuổi rồi chị. Lớn rồi. Dạ. Nếu mà thời gian này mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình tiến tới. Để em mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Có lập trường một chút. Lập trường. Đúng rồi chị, kiên định một xíu. À. Bạn gái bên kia nói là cần một người nam lập trường kiên định. Bạn có tính như vậy không? Dạ có anh ạ. Tôi thấy bạn hơi nhút nhát chút xíu luôn. Trả lời đầu tiên lên màn hình với vậy. Thôi vậy hả? Một người làm quảng cáo tôi nghĩ rằng rất là năng động chứ. Dạ. Hình như bạn hơi nhút nhát, rụt rè. Có ai nói bạn như vậy không? Dạ không ạ. Không ai nói hả? Dạ. Cái này gặp anh nói anh nghe. Thôi rồi ngồi đi, cứ ngồi nó vừa rù giống như gà rù vậy đó.
Còn mong muốn gì cuộc gặp mặt ngày hôm nay? Dạ, mong người như mình cần. Người cần như thế nào? Dễ nhìn không có gì vậy nè. Dễ quá ha. Vậy thì ai cũng được, cần gì lên đây làm mai làm mối gì nữa trời. Em nè, em thích cái người bạn trai của mình về ngoại hình những cái điểm nào? Cao hơn em một xíu. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62. 1m62 rồi, nghĩa là bên đó phải 65 đổ lên. Dạ đúng rồi vậy. Rồi, gì nữa? Ăn mặc tôm tất là được. Bụng bự, bụng nhỏ gì không? Đầu hói, đầu cọc gì không? Cái đó thì chắc cũng không quan trọng lắm. Nói chung là hai đứa nói chuyện phải hợp nhau. Vậy em không thích cái điểm nào hơn ở người bạn trai của mình? Chảy chuốt quá. Bên này không có chảy chuốt rồi, yên tâm đi. Bên đây bụi bụi lắm. Bạn thấy mình có khuyết điểm gì không? Hay quên một xíu. Quên? Đúng rồi, hay quên lắm chị. Không sao, quên thì người ta nhắc. Đó, anh Quyền Linh qua anh nhắc. Chào anh. Chào em, quên anh nhắc cho. Dạ. Xinh không? Hả, xinh, rất là xinh. Nhưng hình bên kia hiền hơn em á. Nhút nhát hơn em chút xíu. Dạ. Có thấy như lập trường vững thì sao? Thấy ba phải quá. Sao không được hết chứ? Không, nhưng mà mình khác, nhưng đối tượng người ta nhìn khác thì sao? Hồi nãy giờ nghe không thấy không có cảm tình. Không, anh nhìn em thì... Nhiều khi giả bộ hiền á anh. Cũng có thể vậy. Dạ. Em mới là người phát hiện ra thôi, anh không biết nha. Dạ. Để qua xem bên kia sao. Anh nói trước đi. Bên đây. Bây giờ trước khi chị qua chị xem mặt cái bạn trai bên kia đó. Bây giờ một cái người đàn ông lý tưởng của em cần cái điều gì nhất? Em cần một cái bạn nam mà phải luôn luôn vững về lập trường để Nhưng mà chị thấy cái anh bên này anh không có vững. Tại vì sao anh cũng được hết trơn á, hơi bị khó quá nha. Sao thượng chê quá trời luôn. Ủa hả, sao nhìn bên ngoài khác quá mà. Mà bây giờ gãi hoài tay chắc ghẻ không à. Thấy hoài bây giờ nát tay luôn rồi nè. Cô thấy mặt mày men lắm, lầm lì lắm mà sao người không có đưa ra cái quyết định nào đàng hoàng vậy? Để chắc em mập chị em luôn á chị. Nãy giờ có gặp đâu? Dạ, nghe tiếng chị. Nghe tiếng thôi mà rung rồi hả? Dạ. Cô này xinh lắm á, còn rung dữ nữa à. Cô thích gái đẹp không? Không. Không. Có thích gái đẹp không? Dạ có chị. Ủa nó không biết chết luôn à. Thích trai đẹp không? Dạ không chị. Ờ vậy đi. Trời ơi trời. Tưởng đâu nó thích rồi. Tưởng đâu nó không biết nữa chứ. Mạnh mẽ lên, bên đây thích người đàn ông phải mạnh mẽ và quyết đoán. Giờ mà nếu gặp nhau mà hợp thì quen nhau là có tiến tới hôn nhân không? Dạ có chị. Bao lâu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ nhanh thì cuối năm. Lâu thì mấy năm. Nha, quyết chí nha, mình phải lập kế hoạch nha. Nhìn thẳng vô mắt rồi mắt khở không? Nhìn thẳng vô mắt chị từ có mắt khở không? Nhìn thẳng vô coi. Nhìn vô đó, nhìn vô. Có ăn thịt ăn cá gì đâu. Dạ. Trời. Mắt khở. Trai nha. Cái gãi nữa kìa đâu. Lắp cái ghế của chương trình bây giờ đó. Mạnh dạng lên nha. Ôi, mạnh lên chút xíu coi, men lên coi. Gồng hoài, gồng cũng vậy hả ông ơi. Hơi nhút nhát tí. Nhưng mà chị nghĩ nhiều khi đó là cái nét hấp dẫn của người đàn ông đó. E thẹn nhẹ nhàng, nhút nhát chút xíu. Rồi chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt. Xin mời, màn kéo lên. Hai phút bắt đầu. Chào anh. Chào em. Anh có quà tặng em. Trời đất ơi. Bây giờ gãi không gặp cái tặng quà đi. Cảm ơn anh. Quê em ở đâu? À, em ở Bến Tre. Bến Tre em ở phút nào? À, ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Mai anh sẽ đi xuống. Nhưng mà em ở đây làm sao xuống? Thì có khi đâu xuống đó là dưới em về đây. Vậy anh Khánh là người ở đâu anh? Ở quê là ở ngoài Bắc. Nhưng dạ. Mà vào đây năm 4 tuổi. Anh Khánh có biết uống rượu không? Không. Rồi làm sao làm rễ miền Tây được? Từ từ tập được. Vậy gãi nữa. Để tay lên đùi đi, những gãi nữa. Nói chung là món quà em rất là thích những cái bông hồng mà không có được. Nó hơi thôi như này, anh tặng như này là. Rồi tiếp đi. Bạn trai nói gì nói đi, bạn còn một phút nữa đó. Mọi người hay nhận xét anh là anh hiền hay là bạn bè ở bên ngoài? Mọi người nói anh là trầm tính và ít nói. Thôi vậy cũng được rồi, về nhà một mình em nói là được rồi. Bây giờ anh nghe em nói không nói. Ông không nói nhưng mà cặp mắt ông ghê lắm nha. Tiếp tục. Có muốn hỏi gì về em nữa không? Không, anh không. Không, mắc cỡ rồi, bắt đầu gãi mặt rồi. Gãi hoài với ông, không tắm hay gì mà ngồi gãi hoài. Nói một câu cho người ta yên tâm đi. Đúng rồi. Kiếm câu nào có duyên chút nha. Gãi nữa. Nhanh đi hết giờ rồi nè. Khó quá anh. Hay để mình hàng hồ đi rồi anh sẽ nói em vấn đề đó. Thôi hết giờ. Ông cứ gãi hoài hà. Biết vậy bên kia tặng bông hồng, bên này tặng chai dầu gội đầu đi. Rồi để tay ra sau thành ghế. Biết bấm không? Mò chưa tính nút nữa kìa. Mò hoài đi. Sao quần. Dạ, rối lắm rồi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta nhấn nút nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. 1
bấm chứ không phải gãi nha. Gãi là trễ đó. 2 3 Bấm thì nhanh lắm. Từ đây trời ơi, cái gì mà sát vô nhau gần quá vậy? Sao bấm thì nhanh mà kêu nói chuyện rồi sao chậm dữ vậy? Bạn cảm nhận gì người bạn gái kế bên? Dạ hơi lạnh. Nắm tay cái đi, coi coi nhiều khi ta kiểm tra nó tay có bị gì không mà gái hoài. Được không em? Cảm giác sao em? Cũng còn hơi lạnh anh. À. Có muốn nói gì trước khi quay số không? Rung quá. Nói nhìn nhìn mắt kia kìa, nhìn tôi chi? Trời ơi, quay tôi nữa. Không dám nhìn em luôn. Nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt. Nhìn 30 giây vô mắt nè. Cặp mắt này gian lắm, cặp mắt này như muốn hôn chứ không muốn nói. Ok. Đợi đi. Không dám nói chứ hùng đi, cái kéo hùng đi. Ghê lắm. Rồi chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Hy vọng là với một sự khởi đầu tốt đẹp như thế này, chúng ta sẽ tiến tới một tình cảm tốt đẹp và bền vững. Bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào chào Cát Tường, rất là thoải mái lên liền đó nha. Thoải mái lên nào. 2 3 Chào MC Quỳnh Linh. Xin chào. Rồi làm lại nào. 2 3 Chị nè. Chị nè. Chị nè. Không được lộn Cát Tường nghe chưa. 2 3 Rồi nó rối luôn rồi. Chào em trai. Em là Trung Sĩ đúng không? Dạ. Trung Quý chứ quên. Dạ. Xin lỗi. Lộn. Em là Trung Quý. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em là 27 tuổi. Rung quá vậy. 27 tuổi hả? Dạ. Em hiện đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ, công việc cụ thể của em là trung đội trưởng của trung đội 11 đại đội 16. Tiểu đoàn 741, lữ đoàn công binh 25. Trung đội trưởng Đỗ Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung Quý Sơn. Dạ. Thoải mái chưa? Dạ rồi. Cười tươi lên nào. Quê Sơn ở đâu? Dạ, quê em ở Hưng Yên nhưng mà hiện đang ở thành phố Đà Lạt. Tức là đang công tác thành phố Đà Lạt? Dạ không, quê em ở Hưng Yên, đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt và công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bên đàn trai có phần bối rối. Mời đàn gái. Em nghe giới thiệu vậy, em có nghĩ là em biết bạn đó không? Có cùng sư đoàn hay lữ đoàn gì với mình không? Dạ em không biết hả? Dạ hả? Đâu dạ. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À. Không có rung nè, không có rung nè. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Minh Thảo. Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên dược của tiểu đoàn 24 quân y, phòng hậu cần sư đoàn 309 quân đoàn 4 ạ. Là bây giờ là em công tác ở thành phố nào? Em ở thành phố Biên Hòa. Ở Biên Hòa luôn. Ồ, đúng không? Dạ. Đúng bạn Biên Hòa luôn à. Đó. Vậy hai bạn hỏi nhau đi. Hỏi nhau coi như thế nào. Bạn là nữ đóng quân tại vị trí nào và đường nào ở Biên Hòa? Mình ở phường Long Bình Tân ạ. À, mình ở 27 Đồng Khởi, Biên Hòa hôm nay. Sao? Sao mà nói chuyện giống như là cái buổi mà họp mà gọi là chào cờ đầu tuần á, kiểu vậy đó. Mình xin giới thiệu là mình đang ở sư đoàn này ở Đồng Nai. Phải ngọt ngào chút xíu nữa nha bạn ơi. Với lại là biết sao không, mình đàn ông á, mình xưng là anh đi nha. Còn mình phụ nữ á, mình chấp nhận, mình kèo dưới mình. Bên đàn trai là hơi bối rối. Thành ra có gì ông ai cũng sẽ giới thiệu luôn cho. Bây giờ Sơn nói lớn lên nha. Sơn có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì? Và có anh điểm mạnh thì em biết chơi một số cái môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bơi lội thì hòa đồng vui vẻ với anh em. Đồng chí đồng đội thì nhận xét thì cơ bản thì tinh tình bảo đảm. Rồi điểm yếu thì hơi nhút nhát, rồi rụt rè trước đám đông, nhất là các bạn nữ. Hơi nhút nhát ha. Dạ. Nhảy nhát quá luôn á. Lên thấy rung rồi. Còn mời, em mời nhà gái. Còn em Thảo, em nói đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ và em
kiên trì. Nói chung là khi em đã làm một cái gì đó thì em sẽ làm đến cùng. Còn điểm yếu của em thì chắc là hơi trầm tính với ít nói hả? Em có cái tật xấu nào không? Ví dụ như là mình có nóng tính không? Hay là mình có hay ghen dữ dội không? Hay là mình có khó tính quá không? Dạ em chắc cũng hơi nóng tính đó chị ạ. Hơi nóng tính hả? Dạ. Thảo có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi. Chả có hai mối tình rồi, dạ. Trước khi vô quân ngũ hay là trong thời gian mình đang ở quân ngũ? Có một mối tình là trước khi vào quân ngũ và một mối tình là vào quân ngũ rồi. Vào quân ngũ rồi. Dạ. Là mình chia tay cái mối tình thứ hai này bao lâu rồi? Được hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi. Lý do chia tay cả hai mối tình là gì? Chắc là đến một thời điểm nào đó thì mình cảm thấy mình không thể bước chung con đường nữa chị ạ. Nên về cái suy nghĩ là khác nhau đúng không? Dạ. Chí hướng khác nhau. Đúng rồi, mỗi người chọn một con đường riêng. Cho nên không thể nào cùng nhau bước tiếp được. Rồi, Sơn, có mấy mối tình rồi Sơn? Dạ, em trải qua hai mối tình. Hai mối luôn, giống bên kia. Một mối tình thời còn học sinh. Rồi. Dạ, và mối tình mới đây. Mới đây thì cách đây 4 năm. 4 năm. Dạ. Quen nhau mấy năm? Quen nhau 2 năm. Tại sao chia tay? Thì do đặc thù công việc. Thứ nhất là, cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng. Xa là xa ở đâu? Dạ. Em là ở Đồng Nai, cô đó ở đâu? Dạ, bác anh là thời học viên thì em học ở Bình Dương. Còn người yêu cũ em thì họ ở trên thành phố Đà Lạt. À, nó hơi xa đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây dạ. giờ mình không có xa mặt cách lòng, mình sát bên nhau luôn. Đồng Nai luôn nha. Dạ. Rồi, mỗi bên hai mối tình chắc là cũng có kinh nghiệm về tình yêu. Ô, chào dạ, gái quân dạ. nhân. Dễ thương quá. Hai mối tình luôn. Dạ. Bây giờ mình xóa, đó, xóa bỏ đi. Hết. Mình làm lại từ đầu, coi như mối tình đầu đi nha. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào để ép đặt cho người yêu em cả. Mà em cần tâm hồn mình phải hòa hợp với nhau, rồi khiến cho em cảm giác được an toàn, rồi hòa yêu thương. Hòa hợp với nhau hả? Dạ, đúng hai rồi. Hai tâm hồn hòa hợp. Rồi từ đó sẽ sinh ra định lý. Nhưng mà cái người yêu mà ở thứ hai của Thảo là cũng là quân nhân hay là người bình thường ngoài? Người đó thì đã từng là quân nhân nhưng mà bây giờ không ra xuất ngũ rồi ạ. Xuất ngũ. Dạ. Là lúc đó là hai tư tưởng gọi là hai mỗi người chọn một con đường đó đúng không? Cho nên là mới đi đến cái chuyện là mình không có thể đi tiếp với nhau được nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ Thảo mong cái người đàn ông của mình á sẽ như thế nào? Ví dụ như là cái lý tưởng của Thảo á, là Thảo muốn như thế nào để cái người đàn ông của mình là cái lý tưởng chung với mình á? Dạ, nói chung là bạn trai đó phải chín chắn, trưởng thành. Rồi em thì em ít nói, bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí để vui cửa vui nhà. Để họ có hai bên nói nhiều không nha. Đó. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó, nhưng mà hơi nhát chút xíu. Nhát, cũng nhát nhưng mà cũng hai mối tình rồi đó. Cũng mặn mòi lắm nha. Rồi, chào em nè. Dạ. Dạ. Sao thế em nghe Thảo nói về cái mẫu đàn ông lý tưởng của Thảo thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Em có tầm 60%. 60% thôi, dạ. Sao khiêm tốn dữ vậy? Dạ. Vậy còn em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Em nói lớn lên cho Thảo nghe nè. Cái mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống, công dung hạnh, nữ công gia chánh, và một theo một nửa theo kiểu hiện đại. Thì bạn gái thì hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình và cái thời gian nó cũng hạn chế. Tại vì em làm trung đội trưởng nên là cái thời gian nó quản lý về bộ đội rồi quân số, thời gian ở trong đơn vị là nhiều, còn đi chơi thì rất là ít. Thế là chỗ bạn gái thì mong bạn gái hiểu cho. Bạn gái là quá hiểu rồi đó, tại bạn gái cũng là quân nhân mà. Dạ bạn, dạ. Đúng không? Bạn hơi nóng tính chút xíu á, thì em thấy sao? Dạ, nếu mà bạn gái hơi nóng tính thì tôi một người nóng thì một người phải hạ bớt nhiệt thôi xuống. Em dạ. hạ đúng không? Dạ đúng rồi. Em chấp nhận hạ đúng dạ. không? Ừ. Em hình dung bạn bên đây như thế nào? Nghe cái giọng nói thì em tưởng tượng bạn gái bên đây làm sao? Bạn gái thì nó dễ thương. Dễ thương. Gái ai cũng dễ thương. Gái nào cũng dễ thương hết trơn á.
dễ đoán lắm. Cao ráo, xinh xắn. Chị nghĩ là em đoán là đúng cũng phải là không, 70, 80% luôn á. Hai bạn này là quân nhân cũng dễ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau ha. Bây giờ mình hỏi người đi, hỏi người, ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Coi sao? Ừ. Thảo ơi, Thảo đi với ai vậy? Dạ em đi với thủ trưởng em và chị gái của em ạ. À, đâu. Rồi xin mời ý kiến thủ trưởng. Dạ xin mời ý kiến. Anh ngồi. Rồi, rồi, dạ ngồi anh đi, cứ ngồi đi anh. Anh ngồi đi dạ. Anh. Dạ. Rồi anh cầm anh nói chuyện anh. Được rồi đó. Dạ. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Tôi là tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Bản thân tôi về chức vụ đảng là bí thư đảng ủy phòng. Thì về qua cái chương trình bạn muốn hẹn hò này thì có đồng chí Thảo là quân nhân chuyên nghiệp của tiểu đoàn 24 quân y, tức là cái bệnh xá của sư đoàn. Hiện nay em với cương vị là ngành dược, y dược sĩ, thì bản thân em thì phẩm chất đạo đức thì tốt, chấp hành tốt cái quy định của đơn vị. Thì bản thân thì là đoàn viên ưu tú, sắp đứng trong hàng ngũ của đảng, xác định rõ cái lập trường, quan điểm cũng như giác ngộ lý tưởng cộng sản. Thì không, hiện nay là đảng ủy cũng đang đề nghị lên trên để phát triển đảng cho em trong cái đợt lễ mùng 2 tháng 9. Về cái nói chung tóm lại là về đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành, phẩm chất đạo đức gia đình thì trong sáng người ngời. Nói chung là nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau, với nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi. Cho nên là cũng mong sao là giữa bên công binh và bộ đội chủ lực, chúng ta là công binh thì phải mở đường đúng không? Muốn đánh thì phải mở đường, thì làm sao đó để chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt. Hay quá. Rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng đơn vị. Rồi. Dạ em ngồi đây. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào quý khán giả, xin chào họ nhà gái. Thì, hôm nay vừa là chỉ huy vừa là anh của Sơn thì qua cái giao lưu rồi giới thiệu vừa rồi thì thấy là bạn gái bên này thì cũng được dễ thương, rồi cũng thấy cũng hiền. Thế thì Sơn thì ở đơn vị là sĩ quan để mới ra trường. Thế thì cũng là một cán bộ có năng lực, rồi tháo vát trong công việc và năng nổ trong các hoạt động của đơn vị. Thì anh cũng mong là qua chương trình này thì hai em sẽ có bước tiến xa hơn, và cũng mong đơn vị quân đoàn 4 và họ nhà gái ủng hộ cho hai em để lữ 25 sẽ có một quân nhân nữ nữa về với lữ 25. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Thấy câu bộ là thủ trưởng có vẻ rất là thương gọi là đội viên của mình đó. Anh ấy là rất xúc động trong cái lần mà hẹn hò, lần mà gặp gỡ này, cho nên là mong rằng là khi rào mở ra thì các bạn cũng sẽ có một cái mối tơ duyên với nhau, và mong là các bạn sẽ chọn nhau ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào. Em có một phần tặng anh. Rồi mở quà đi cưng. Đứng đó Sơn, đứng đó. Để xem. Đây mở quà cho. Rung quá, cả cô bộ đội, chú bộ đội đều rung hết trơn trọi á. Từ từ đó nè. Cô bộ đội chuẩn bị kỹ lắm chứ bộ, gói kỹ lắm á. Xông pháo bất kỳ mọi mặt trận, nhưng mà riêng mặt trận tình yêu là coi như rối nùi ở trên trời. Dạ rồi, em ạ.
Rồi nè, mình nói ý nghĩa nè, mình nói ý nghĩa nè, lý do sao mình tặng món quà đó nè. Dạ. Em á, em Thảo á, hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho anh nhiều trong cái công việc hàng ngày. À, cái đó là cái gì ạ? Dạ, em tặng anh một cái đồng hồ để bàn ạ. À. Anh có thể để nó trong phòng làm khoan, việc. Khoan, cầm đi nè. Cầm dạ đi rồi, rồi đó, nói dạ gì nói đi. Rồi, đất ơi, cưng không? Để món quà của em thì anh sẽ để ở bàn làm việc. À, những lúc mà nhớ tới em thì nhìn đồng hồ thì nhớ tới em. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn trở về vị trí đi. Đấy, cứ cho tặng cái đồng hồ đó, cứ nhìn đồng hồ là nhớ em được rồi. Nhớ giờ hẹn với em nữa nha. Dạ. Đó, hai bạn cảm nhận về nhau đi, mặc dù hai bạn ở rất gần với nhau, ở chung thành phố Biên Hòa luôn mà chưa bao giờ gặp mặt. Bây giờ đây là cái duyên để hai bạn gặp mặt đấy. Cảm nhận về nhau đi. Thì mới đầu qua cách nói chuyện của anh thì em cảm nhận gì về anh? Em cảm thấy anh rất là hiền, cảm giác anh có vẻ là cũng ấm áp. Còn thì thời gian rảnh ở đơn vị thì em có thường hay làm gì? Thời gian rảnh ở đơn vị à? Thì em đọc sách hoặc là đi bộ đi dạo ở trong đơn vị rèn luyện sức khỏe nè. Rồi em có muốn đi du lịch nhà anh, thì bây giờ hiện tại thì đang ở Đà Lạt thì rất là nhiều khu du lịch, em có muốn đi du lịch thì anh có thể là dẫn em lên Đà Lạt để du lịch một số cái danh lam thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt. À, nhà anh ở Đà Lạt luôn ạ? À? Là ở trong thành phố luôn anh? Trong thành phố. Nếu mà lần đầu tiên mà tôi thấy một cái hình ảnh rất là đẹp, coi như là một cặp là đều là quân nhân á hả. Hai cái màu áo xanh trên hai cái ghế đỏ mà sao mà rối rắm quá vậy, mặt dạng lên coi. Hỏi nhau đi nè, bây giờ yêu nhau giờ tính sao, giờ giấc có khi nào bị chinh giờ không trời? Tức là theo như mỗi một tuần mình được nghỉ phép mấy ngày, ví dụ mình được cái thời gian trống mấy ngày và vào ngày thứ mấy, coi có chinh giờ nhau không. Khi nào Thảo rảnh Sơn tới chở Thảo đi chơi. Bữa nào thì Thảo rảnh thì Sơn có thể tới đơn vị chở Thảo đi chơi, hoặc là cũng có thể là ngược lại. Ví dụ đơn vị có việc hoặc là không ra ngoài được thì Thảo có thể là tới Lữ 25 để thăm Sơn được không ạ? Thăm anh. Cái ông mối người ta đang anh em ngọt xớt, ông vô ông nhắc tuồng kiểu gì mà Sơn với Thảo vậy? Dạ. Tên Thảo ấn tượng với tôi quá. Anh lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Dạ, em được ba lần gặp đầu tiên á thì anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào ha. Cái giọng nói này ấn tượng lắm nè. Này mà cho mọi người uống thuốc á, là dụ uống thuốc hay lắm á. Dạ. Đúng không? Nói đi Sơn, nói giờ Sơn gọi là Sơn thấy trong anh, người thế nào? Anh sao mà cứ anh thấy trong người thế nào Sơn? Nói đi, nói cho Thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào, bây nói luôn đi. Bây giờ thì tim thật sự là đập rất là nhanh, không? Rung động lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ. Dạ. Em nói một câu đi, em có như vậy không? Trái tim em hiện giờ bây giờ như thế nào? Dạ, nói chung là em thấy cũng hơi hồi hộp, hơi rung mà. Cũng hơi bị loạn nhịp rồi đúng không? Nói đi, nếu bây giờ đó là mình có duyên nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Thì nếu mà em cho anh cơ hội á thì bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân. Dạ. Có một câu đó mà không nói được. Dạ. Hôn nhân sao nè, bao lâu nè? Dạ thì nói chung là nó tùy thuộc vào tình cảm của hai người á anh. Nếu mà mình cảm thấy là mình đủ các điều kiện để bước vào hôn nhân được rồi thì điều đó là điều đương nhiên thôi. Nếu mà mình đến với nhau thì
Em thích sinh con trai hơn gái. Hỏi thử con nào là do em? Sao cho em được? Hỏi đi, dạ. Hỏi thử người ta muốn sao? Hỏi đi Sơn. Dạ, thì nếu mà mình đến với nhau thì con đầu tiên thì em thích con trai hay con gái? Cái đó thì em muốn là một chuyện, còn có được hay không thì nó lại là chuyện khác. Mà em muốn con em muốn như nào? Em muốn con trai hay gái? Dạ chắc là con trai. Dạ. Sao em có cái đúng ý Sơn không? Dạ. Sơn thích trai hay gái? Dạ, cũng trai luôn. Dạ. Sơn thích trai luôn. Dạ. Ồ. Rồi có thích nó đi bộ đội hay giống ba với mẹ không? Dạ nếu mà được thì cho đi bộ đội luôn ạ. Vậy dạ. Hả? Rồi em tính là có mấy đứa con nè? Dạ, dù gái hay trai, chị hai là đủ ạ. Chị hai dạ. là đủ thôi. Quân dạ. đội dạ. mà sao có chuyện ba được ở đây được. Dạ. Vậy là chắc đứa con gái phải làm kinh tế rồi. Để nó nuôi ba mẹ với thằng anh trai. Đúng không? Chứ giờ mình làm quân đội mà mình đâu thể nào mà... Đúng không nè? Anh thấy là Sơn hồi hộp lắm ha. Tức là trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, Sơn hát một bài nào đó cho... gọi là lấy lại cái bình tĩnh coi nè, bước tới nắm tay Thảo, tự động nắm tay Thảo nè. Bên đây hát đây mình đối lại luôn nè. Đúng rồi. Nắm tay coi. Bước tới nắm tay Thảo. Hai đứa hợp chi bộ đi. À, để mấy chương trình. Không, hai đứa nhìn nhau, nhìn nhau, hai nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn Thảo thôi. Để mấy chương trình thì em xin gửi tặng đến khúc của ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiểu giang anh khớp, xung sao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, xe chỉ luôn kim tiếp thương chàng từ lâu, áo bay ai lỡ qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen, gió đưa bông lúa trên đầu, thương nhau. Thương nhau Lý Tơ Hồng. Trời ơi hay quá. Chưa. Hay ở cái chân tình á. Bây giờ Thảo đáp lại. Thảo hát nè. Thảo đáp lại đi. Đừng có buông tay sớm quá. Cây cỏ ở trên núi. Nắm tay tiếp Phương Sơn. Đây là cơ hội. Đáp lại đi cưng Thảo. Đáp lại liền cưng. Nhìn mặt nhau mà hát cho nó tình cảm. Chắc là em sẽ gửi tặng bạn nam cũng như là toàn thể các bạn một đoạn thôi, một đoạn thôi của bài hát Áo Mới Cà Mau. Mời mọi người về quê em. Các bạn hát là để giao lưu với nhau chứ khỏi nhìn xuống dưới nhìn vô mắt nhau đó. Hai người nhìn mắt nhau. Đó, dạ. Đúng rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, dễ thương giống Thảo phải không? Dạ. Rồi, thôi được rồi, tiếp đi. Rồi. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho hai bạn trao cảm xúc cho nhau đó. Giờ thấy sao, sau khi nắm tay hát nhìn nhau, cảm giác thế nào Sơn? Dạ. Đã. Đã hả? Dạ. Đã quá luôn chứ. Cái giọng hát của Thảo dễ thương dễ sợ ha. Đã cái giọng quá nói luôn. Giọng hát dễ thương quá trời. Được rồi. Bây giờ nói bây giờ tôi thấy hai người nếu mà cảm thấy cần thích thấy là bấm liền là bấm đi, khỏi để tôi nói gì rồi. Cũng được luôn á. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Sau giây phút trò chuyện dạ. được sự góp ý của hai thủ trưởng ha, mình nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay chạm tay rồi, để xem cảm xúc con tim sẽ mách bảo mình như thế nào. Nếu con tim nói bấm thì cứ bấm, còn con tim nó không bấm thì không cần bấm. Nào, mà khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, không phải bấm để cho có bấm nha các bạn.
Bởi vì các bạn bấm là đã trao cơ hội cho nhau để chúng ta tìm hiểu nhau. Còn không thích thì mình để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Đó. Yes. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay nhau được rồi đấy. Đó. Sơn thì rung động lắm rồi ha. Sơn thì gặp rồi đó. Đẹp hơn. Đã rồi đó. Trẻ hơn. Đúng với những cái suy nghĩ của mình Sơn hả? Cảm giác của Sơn thật hạnh phúc không? Dạ. Hạnh phúc ha. Bây giờ mình xin phép thủ trưởng, hai thủ trưởng đi tạo điều kiện cho tụi em hẹn hò với nhau. Dạ. Rồi xin phép đi Sơn. Dạ, thì xin phép thủ trưởng đơn vị, người nhà bạn Thảo thì xin phép cho em được tạo điều kiện cho em được nhất là tìm hiểu. Thứ hai là đây nè, ổng đây nè, ngồi nói chuyện nhìn ổng đi. Ông bây giờ nói lại, nói lớn lên nào. Nãy giờ là ổng muốn khóc rồi đó, ổng mừng, ổng hạnh phúc lắm luôn. Nào, nói lớn lên xin phép hai thủ trưởng tạo điều kiện gì đó, y như nãy nói lớn lên. Phép hai thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho em và Thảo được hẹn hò và tạo điều kiện cho đi chơi hoặc là... tạo điều kiện cho em đi chơi. Hay quá. Đấy, hai thủ trưởng bắt tay rồi. Tạo điều kiện hẹn hò rồi tạo điều kiện đi chơi nữa nha. Dễ thương. Ôi, Thảo, Thảo nói câu gì với bên đây đi, bên thủ trưởng bên bên đây chứ. Thủ trưởng của Sơn á, dạ. Đây. Còn bên đây là thủ trưởng của Thảo đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, em nói với hai thủ trưởng đi. Dạ thì em cũng không biết nói gì hết, chắc là mong là thời gian tới thì các thủ trưởng tạo điều kiện cho hai chúng em thôi. Dạ, nhất trí rồi, nhất trí rồi. Chị ha. Rồi. Bây giờ chúng ta đến cái màn gọi là trao nhau cái hôm đầu tiên. Thì chúng ta đều là quân nhân cả, thành ra là chúng ta không nên để ai kèo trên kèo dưới cả. Chúng ta phải đồng lòng, có nghĩa là các bạn cùng phải hôn qua hôn lại. Hả? Chị Hiếu Quý Thảo và Trung Quý Sơn chuẩn bị bắt đầu. Cái format của chương trình là như vậy, không có né được đâu bé Thảo. Đó. Rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời đồng chí Thảo, chúng ta phải có cái là đáp từ lại quả. Thôi chị à, chắc cái này chắc thôi cho em xin phép lần sau đi. Đâu có sao đâu cưng, cái này là tình đồng chí mà. Em ngại lắm rồi. Kìa đó như á, thủ trưởng kêu đại đi kìa. Thôi à. Ơ, hôm qua thôi mà. Ơ. Em ngại lắm, em ngại. Ở trên đây á là 8 năm qua đó, bấm nút là phải đặt nụ hôn để cả chúng ta chứng minh rằng trái tim của mình rung động thật. Đúng rồi. Chứ mình bấm giả bộ là không được. Không, nhưng mà cái trái tim rung động nó không có liên quan gì đến cái việc phải hôn mới có chứng minh được điều đó hả anh? Nó truyền tới cái bờ môi mà. Có. Thôi chứ mà. Thủ trưởng đồng ý. Thôi chắc nắm tay là được rồi, nắm tay. Thôi tùy em thôi. Dạ. Không ai ép một cô gái như thế. Nhưng mà thực chất là bạn với hẹn hò đó, chúng ta chứng minh rằng trái tim mình rung động thật sự, mình đừng bấm vì bất kỳ điều gì, phải bấm cho có đó, tội nghiệp đối phương nha. Anh nghĩ rằng trong lòng hai đứa phải có một sự chân thành từ chính trái tim của mình đến với nhau, tìm hiểu nhau để có thể chia sẻ những cái lúc vui buồn, và nếu như có duyên chúng ta sẽ gọi là kết nối hai nửa yêu thương của mình lại. Ông mới yên tâm, tôi nói thiệt, tại vì bên nữ tụi tôi á thực sự mà nói rất là chân thành. Và cái nút bấm nó từ trái tim. Nhưng mà cái bạn này là đúng là tiếp người phụ nữ gọi là Á Đông và phụ nữ Việt Nam. Mọi thứ cảm xúc của mình đều giấu lại bên trong, mọi hành động bên ngoài mình để về nhà mình làm ha. Dạ. Rồi chúc hai bạn sớm hạnh phúc.